Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, hiện trung tâm đang tiến hành thử nghiệm việc thay thế đèn huỳnh quang bằng đèn diop phát quang, hay còn gọi là đèn LED, trong nuôi cấy mô cây trồng. Phổ hấp thụ diệp lục của cây chủ yếu tập trung ở hai vùng ánh sáng màu đỏ, có dải bước sóng từ 600 nanomet đến 700 nanomet, và vùng ánh sáng màu xanh có dải bước sóng từ 400 nanomet đến 500 nanomet. Do quang phổ đèn LED gần trùng với quang phổ hấp thụ của các diệp lục ở cây trồng, nên các loài cây trồng có thể hấp thụ tối đa để chuyển hóa năng lượng ánh sáng đèn LED thành năng lượng tế bào, trong khi hiệu suất sử dụng của cây đối với năng lượng ánh sáng mặt trời và các nguồn ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang chỉ vào khoảng 35%. Việc sử dụng đèn LED sẽ mang lại hiệu suất năng lượng sinh học cao, từ đó kích thích sự phát triển của cây trồng hơn so với các loại bóng đèn truyền thống khác. Ngoài ra, đèn LED còn giúp tiết kiệm điện năng. Đèn huỳnh quang sử dụng trong nuôi cấy mô tiêu tốn khoảng 30-40% điện tiêu thụ. Tại các đơn vị sản xuất giống cây trồng, 1 m² diện tích cây trồng tiêu thụ khoảng 0,5 kW điện, trong khi thay thế bằng đèn LED chỉ cần 0,27 kW điện. Dự kiến đến cuối năm 2015, sau khi đề tài được nghiệm thu, Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng sẽ triển khai việc thay thế đèn huỳnh quang bằng đèn LED tại các cơ sở nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh.